Kính thưa quý vị phụ huynh, thì thực tế ra cái đối với chương trình hệ chính cộng là một cái chương trình, một cái chủ trương của chính phủ cũng như là Bộ Lao động cũng như Bộ Giáo dục đã kết hợp và tạo ra một cái chương trình rất là có lợi cho học sinh. Thứ nhất lợi thế là về cái thời gian học theo quy định của Bộ hiện nay, thì đối với một số các trường trung cấp cao đẳng hiện nay thì các bạn chỉ cần là học xong cái chương trình lớp 9 thì các bạn học thêm 4 năm là các bạn có thể lấy được tấm bằng cao đẳng, và các bạn học 2,5 năm cho tới 3 năm là các bạn lấy được tấm bằng trung cấp. Bên cạnh đó thì về cái học phí thì trước đây thì có cái thông tư 86 của Bộ Lao động, và bây giờ thì có cái thông tư 81 mới quy định về vấn đề liên quan tới hỗ trợ học phí cho học sinh khi mà tham gia vào cái chương trình mà chúng ta học và chuyển tiếp chính cộng. Ngay từ khi hoàn thành xong lớp 9 ra chuyển lên thì sẽ được ngân hàng chính sách xã hội là hỗ trợ, và cũng như là phòng lao động tại các quận huyện sẽ hỗ trợ về học phí cho học sinh căn cứ theo từng ngành nghề và cũng như là từng khu vực của chúng ta. Về cái cơ hội việc làm, đối với học sinh mà chúng ta tốt nghiệp hệ chính cộng xong thường sẽ được đào tạo tại các cơ sở, các trường trung cấp, cao đẳng, và theo thông tư 81 mới thì hiện giờ thì sẽ được đào tạo luôn tại các trung tâm giáo dục thường xuyên tại các tỉnh, các địa phương. Khi các bạn học xong thì các bạn sẽ nhận cái bằng tốt nghiệp hoàn thành trung học phổ thông cộng với tấm bằng trung cấp. Sau đó những bạn nào mà chúng ta muốn liên thông lên cao đẳng thì chúng ta sẽ học thêm khoảng 1 năm rưỡi. Còn những bạn nào tiếp tục muốn học lên tiếp từ cao đẳng lên đại học thì các bạn có thể học liên thông theo quy định của Bộ Giáo dục. Thì từ tháng 1 năm 2021, tất cả các bằng cấp đều có giá trị tương đương như nhau. Nên như vậy thì cái việc các bạn lựa chọn học con đường chính cộng hay là học lên trung học phổ thông, sau đó học lên tiếp đại học, thì tất cả bằng cấp đều có giá trị tương đương như nhau là bằng chính quy.